Dường như BYD đang thách thức khách hàng Việt Nam và thách thức cả chính bản thân mình tại buổi lễ ra mắt chính thức của thương hiệu tại Việt Nam. Bài phát biểu của ông Liu Xuelang, giám đốc BYD châu Á, dù rất nhiệt huyết với định hướng của hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam, nhưng lại không hề có bất kỳ phiên dịch nào gây ra thách thức ngôn ngữ cho chính người xem, cũng không hiểu ông đang nói gì. Và BYD dường như cũng gây ra thách thức cho chính bản thân họ khi công bố ra bán chính thức cho ba mẫu Seal, Dolphin và Atoba. Dù trước đó hãng xe Trung Quốc đã khảo sát người tiêu dùng Việt Nam để có mức giá hợp lý, nhưng mọi thứ đều đi ngược lại kỳ vọng của người hâm mộ xe Trung Quốc, khi mức giá thấp nhất được BYD đưa ra là từ 659 triệu đồng. Chưa tính tới các vấn đề chạm sạc, BYD đang đưa ra mức giá còn cao hơn một số mẫu xe tại Việt Nam và cao hơn cả tại Thái Lan. Vậy mức giá cụ thể của BYD ra sao và đối đầu với những đối thủ nào, cũng như liệu người dùng Việt Nam có bị phá giá như ở Thái Lan? Hãy cùng chúng tôi làm rõ trong video ngày hôm nay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotop VN. Việc BYD thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng Việt cũng bởi vì đây là hãng xe lớn nhất Trung Quốc đã hiện diện tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Và điều mà người tiêu dùng mong chờ là một mẫu xe Trung Quốc giá rẻ, nhưng đã không xảy ra. Mức giá mà BYD công bố tại Việt Nam đã không thể đáp ứng lại tâm thư của một nhóm người dùng Việt Nam trước đó, khi nhóm khách hàng này thậm chí đã viết thư để mong hãng xe Trung Quốc điều chỉnh giá mềm hơn ngay khi nghe tin BYD tung giá dự kiến. Nhưng trái với mong chờ đó, BYD thậm chí tăng giá mẫu Seal lên tới 1 tỷ 359 triệu đồng so với mức giá dự kiến, trong khi các mẫu Atoba và Dolphin cũng chỉ giảm vài chục triệu đồng. Cụ thể, 3 mẫu xe của BYD, chiếc hatchback cỡ B Dolphin được chào bán với giá từ 659 triệu đồng, Atoba SUV đô thị cỡ B giá từ 766 cho đến 886 triệu đồng, còn BYD Seal sedan cỡ D có giá từ 1 tỷ 190 triệu đồng cho đến 1 tỷ 359 triệu đồng. Xét từng model thì BYD Dolphin chưa có đối thủ trực tiếp ở phân khúc xe điện. Còn nếu so với xe xăng thì model này có thể cạnh tranh với Toyota Yaris giá 684 triệu đồng hay Suzuki Swift 559 triệu đồng. Trong khi đó, Atoba sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu VinFast VF6 từ 776 cho đến 866 triệu đồng kèm pin. Tuy nhiên, VF6 có thêm tùy chọn thuê pin với giá 675 triệu cho đến 765 triệu đồng. Ở phân khúc xe xăng, một số mẫu xe được xem là đối thủ của Atoba có thể kể đến là Honda HR-V 699 cho đến 871 triệu đồng. Hay ở phân khúc cao hơn có thể là Mazda CX-5 từ 750 triệu đồng. Theo chia sẻ của một vị đại diện đến từ BYD, hãng từng muốn định giá chiếc Atoba so với một mẫu xe hybrid đang bán tại Việt Nam là Toyota Corolla Cross giá từ 825 cho đến 905 triệu đồng. Trong khi đó, BYD Seal sẽ cạnh tranh với đối thủ chính là Toyota Camry 1 tỷ 105 triệu đồng cho đến 1 tỷ 495 triệu đồng và một số model khác như Mazda 6, Kia K5, Honda Accord. Tuy nhiên, mức giá mà BYD chào bán khách Việt lại đang cao hơn tại Thái Lan khá nhiều. Trước khi giảm giá mạnh để ưu đãi khách hàng nhân dịp BYD vận hành nhà máy đầu tiên tại Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, BYD Atoba có giá bán lên tới 899.900 cho đến 1 tỷ 199 triệu bạt, tức là khoảng 577,6 cho đến 770,2 triệu đồng, vẫn rẻ hơn mức giá tại Việt Nam cả trăm triệu đồng. Và sau khi khuyến mại, mẫu xe này giảm lên đến 90.000 cho đến 340.000 bạt, khoảng 57,8 cho đến 218,2 triệu đồng, khiến giá xe chỉ còn từ 513,5 cho đến 552 triệu đồng. Còn mẫu xe thấp nhất của hãng được phân phối tại cả hai thị trường, BYD Seal đang có giá từ 930 triệu tại Thái Lan. Vậy có thể thấy rõ giá của BYD tại Việt Nam cao hơn tại Thái Lan đến vài trăm triệu đồng. Nguyên nhân lý giải có thể là do xe nhập khẩu. Nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn thì số lượng lớn xe này sẽ có nguồn gốc từ châu Âu, nơi BYD đang dư thừa sản lượng và phải phơi xe hàng tháng trời ngoài mưa nắng. Đây cũng chính là thách thức mà tự bản thân BYD đã đặt ra đối với khách Việt. Chưa kể tới những kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới liệu có ảnh hưởng ra sao tới giá xe và liệu khách Việt có phải chịu cảnh lỗ sâu như khách Thái. Với BYD, lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khi không ít hãng xe Trung Quốc và Việt Nam phải áp dụng phương thức này mới có thể đạt được chỗ đứng. Nhưng việc hạ giá liên tục trong thời gian ngắn khiến người dùng cảm thấy rằng giống như bị lừa, tưởng chừng như đã bắt đáy của ngày hôm qua
nhưng lại là đỉnh của ngày hôm nay. Nhưng nếu phải chịu lỗ thì người dùng BYD tại Việt Nam cũng thiệt nhiều hơn khách Thái khi bài toán chạm sạc vẫn là vấn đề nan giải. Trước BYD đã có hai tên tuổi khác cũng đến từ Trung Quốc là Wuling và MG đã ném đá dò đường khi giới thiệu hai mẫu xe điện tại thị trường Việt Nam. Ngay cả Hyundai cũng rầm rộ ra mắt chiếc IONIQ 5 tới khách Việt cùng thời điểm trào lưu xe điện bắt đầu bùng nổ. Nhưng tiểu chung lại, các mẫu xe này đều thuộc phân khúc từ rẻ nhất cho tới đắt nhất. Nhưng tất cả đều im hơi lặng tiếng sau khi chào sân vì vấn đề chạm sạc chưa được giải quyết. Hiện nay đã có một số đơn vị bên thứ ba xây dựng hệ thống chạm sạc, có thể kể đến như EV1, Evercharge hay eBoost. Trong số đó, EV1 có thể xem là đối tác chính của BYD trong công cuộc đem lại giải pháp sạc điện công cộng cho khách Việt khi dùng xe thương hiệu này. Tuy nhiên, những đơn vị trên vẫn có hạn chế nhất định. Đầu tiên là độ phủ chưa lớn. Như EV1 hiện có 37 trạm sạc đang hoạt động trên toàn quốc, thống kê dựa trên ứng dụng điện thoại. Nhưng mỗi trạm chỉ có 1 đến 2 cổng sạc và đa phần có công suất chỉ khoảng 11 cho đến 22 kW. Trạm sạc nhanh 180 kW chỉ có 3 trụ ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, chi phí sạc điện của những đơn vị này chưa cạnh tranh. Tiếp tục lấy ví dụ như EV1, trụ sạc từ 11 đến 22 kW yêu cầu người dùng chi trả 7.900 đồng trên mỗi kWh. Còn trụ sạc nhanh 180 kW có chi phí lên tới 9.900 đồng trên 1 kWh. Trong khi đó, chi phí sạc điện của VinFast là 3.858 đồng trên 1 kWh. Nhưng thậm chí, hãng này còn đang miễn phí tiền sạc cho chủ xe trong vòng 1 đến 2 năm. Khi chạm sạc của các đơn vị bên thứ ba chưa nhiều và chi phí chưa rẻ, thì các sản phẩm của BYD nói riêng và các mẫu xe điện khác trên thị trường nói chung sẽ phù hợp với những khách hàng có không gian đỗ xe tại nhà. Điều này tạo nên hạn chế với những người dùng ở chung cư hay trong ngõ nhỏ. Tổng quan lại, BYD đang tự đặt ra cho mình những thách thức tại Việt Nam. Ban đầu là chạm sạc khi không tự mình xây dựng hệ thống chạm sạc mà dựa vào bên thứ ba. Và giờ là giá bán khi cao hơn so với mong đợi của người tiêu dùng. Và đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ bình luận nào, vui lòng hãy để lại ở bên dưới. Và đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe cũng như rung chuông nếu thông tin hữu ích. Cảm ơn đã theo dõi từ cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.